Chị mày chuyển vào tài khoản Mic Vàng nhanh lên. Con chị mày ngu không tả nổi được cái từ cuồng sông. Mẹ Naga of Land, mẹ thông minh hơn con bò con mẹ luôn ạ. Vãi nồi. Rõ ràng nó pick Naga of Land mà chẳng qua bên kia nó pick Tide Hunter rồi. Tide Hunter với lại PL thôi. Mày mẹ sao vậy? Ngu hơn con bò. Hudicoin á, Hudicoin khi bạn nào có, khi bạn đủ 100.000 Hudicoin thì bạn sẽ đổi được 1 Bitcoin. Chinh chinh. Hudicoin chỉ để chơi bời vậy thôi, ở trên kênh chat chơi cho vui thôi. Bạn có thấy kênh chat rất là sôi nổi với con bot Hudisu này không? Gọi là bây giờ đổi thành Hudicoin rồi, ngày hôm qua nó vẫn còn là Hudisu. Với Hudicoin này thì bạn có thể chơi sóc đĩa này, chơi cướp nhà băng này, rồi chơi bet khi mà các kèo đấu diễn ra. Và thứ mà các bạn nhận lại được cũng chính là Hudisu, tức là món tiền tinh thần thôi, chứ không bạn không nhận được gì khác ngoài cái này cả. Ok, bây giờ chúng ta thấy rằng đang có smoke di chuyển, Naga đi đầu khi mà Naga sẽ tăng chói luôn để có thể giữ lại, và sau đó là Disruptor có thể đặt vòng hoặc là có thể giật set, và sau đó Senkin sẽ chọc săn đè thôi. Cả team của VP xuống bot, trong cái đó thì Liquid lại cả team chạy lên top, anh đầu sông, em cuối sông. Chúng ta ngăn cách nhau bởi một dòng nước lũ. Ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Cũng giống. Vãi nồi, đầu sông và cuối sông anh ngăn cách bởi dòng nước lũ. Phải là hai bên bờ sông mới bị là bị ngăn cách nước lũ chứ. Best phân tích. Người ta phải nghe thơ nhưng cho nó hay, mày ngu đi nhở. Phải biết làm thơ đi. Tía thì nói nhầm câu, mà không tía thì vỡ mồm luôn đấy. Đang định nói câu tiếp nhưng may mà tôi nghĩ tiếp không thì vỡ mồm. Vâng, vậy là Tide Hunter ở khu vực dưới bot rồi. Trong khi đó thì kèo này sẽ một kèo đấu hòa. Một bên thì sẽ chọc nổ, một bên thì khoai tay. Nhưng hiện tại Roger đang có sự hỗ trợ ra của Naga thì không khéo Tide Hunter sẽ bị hơi chút khó chịu ở thời điểm ở level đầu như thế này. Lùa creep về, kéo creep ra rồi. Senchi hay cái gì đó đặt đá slow nhưng tức bấm TP. Ui gần chết luôn, ui ôi, phát đấy mà không TP về nhà là chết rồi đấy. Gần chết đến từ bên phía của Kuroki, cũng, à nhầm, solo chứ tôi nhầm. Tí nữa thì solo bán độ luôn, bán kèo, gọi là bán kèo first blood. Tí nữa thì các bet thủ ra đề và đái quần. Có sự di chuyển ra của hai support đến từ Liquid rồi. Lava vào kia nhưng mà rất gần trụ của Vital Pro, khó có thể làm gì được No One. Bây giờ solo cũng đã di chuyển ra để hỗ trợ cho No One thôi. Chỉ là Harad và Miracle. Bắt đầu Harad và solo. Trong khi đó thì Miracle cái level gọi là level 1 là của cái phân bóng này sẽ rất lâu. Cùng nào hình như là 20 giây hay là mười mấy giây ấy, là tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng mà tương đối lâu. Vậy lại đảo lên rồi. Luna xuống với bot, trong cái đó thì Senkin lên trên top. Với việc là một cái tay dài gọi là ít nhất thì cũng gọi là tay dài thôi. Nhưng mà chim thì cũng gọi hơi hơi ngắn rồi. Bây giờ ở dưới bot tôi nhìn thấy đang bị ba thằng nhưng mà đặt đá slow. Lao đi nhưng không được, nó đã bẻ lái và né được cái quả slow này đánh. Là không đủ được đến từ bên phía của bú mình máu to luôn, đến từ bên phía là của Roger đấy, hồi lại được lượng máu của mình, ăn được cái rune hay không đây. Có thể sẽ đổi rune cho nhau rồi ở khu vực dưới boss này. Nhưng bây giờ thì rune bounty không còn cho kinh nghiệm nữa, lag đến từ của cả hai bên. Không, à không, lag đến từ của VP thôi, hình như là đang bị sự cố đi đốt rồi. Hôm nay nhậu những món gì vậy? Lẩu cá đuối này. Cá đuối rồi, á? Rồi ba chỉ nướng. Rồi vịt. Đấy. Trong phòng à? Ơ vịt quay, Có mùi không? Nướng điện trong phòng. Có mùi không? Bật quạt có mùi không? Không có mùi. Thì mùi thức ăn vậy thôi.
Ừ, thì nhớ kiểu một, nhớ mở cửa thổi hết gió ra ngoài ấy, cho đỡ. Ừ. Just what I needed. Kêu mày ông mua bia, mày các ông mua nước ngọt. Gửi Đó, nó về gửi về sẽ là đặt phòng. Miracle trói lại và Miracle tôi nghĩ là sẽ phải chết trong kèo này chắc chắn như vậy rồi. Giật sét vẫn như thế, điều đam rất độc, gọi đam độc như đam giật sét, nó điều như thế thì Miracle không nào có thể chạy được khi mà đam, khi mà cái chiêu này của anh cũng đã quá lâu rồi hắn di chuyển ra, nhưng mới chỉ lại vào một với cái slow thì chả thấy có được, vấn đề gì cả. Đặt đá slow lao lên Harap và no one, anh nghĩ anh điên à? À không, có TP ra của Miracle đang tính để Harap phi giáo, kiểu phi thêm một quả giáo nữa nhưng mà chắc không được rồi, và lại là solo di chuyển ra gành với Runa Arcane giật sét của GH để đốt máu. Nhưng bây giờ thì Naga di chuyển ra có trói lại, vẩy nước vào găm dao sẽ phải block là hai đến từ của Roger, không thể nào lăn đi được. Và đó mạng thứ hai cho bên phía của VP ở khu vực mid. Solo và Roger đang phối hợp khá ăn ý với nhau. Sự di chuyển phải nói là hợp lý để có thể giúp cho mid của mình có thể xanh. Trong khi đó thì họ cũng đã đổi lane giữa carry và offlane rồi. Luna di chuyển dưới bot khi mà nhận thấy rằng Sun King không thể nào đứng trụ lane để mà farm được so với con Star Hunter này với sự hỗ trợ của AA. Phụt độc là fail đến từ của Matsuaman. Kiểu là thằng Sun King đi bên trái thì phụt bên phải là hình như mắt hơi lag rồi, đặt đá slow lao lên có lăn. Có đang có đóng băng đè, đang cuồng hóa đá và đó là làm gì đủ đủ đam mới được cú phi với hit đánh tay, nhưng có trói lại nhưng GH sẽ chết thôi. Chả quan trọng bởi vì giết được Luna có tới một support là lãi đến từ bên phía của Liquid. Một rồi gửi được về Kroki và anh sẽ cuồng kéo theo đó vị trí của Roger, double kill cho Kroki, bú bình máu mà không hề chết. Đấm hit nữa và bây giờ thì mới giết được cái đường hướng của solo. Mike Control cuồng giết người, có được quả mango, ăn trái xoài, quay tay không tắt đá slow lên nhưng mà Ramsey cản lại được. Bây giờ thì Mind Control đang gặp nguy hiểm, quay tay đá săn là chuẩn, nhưng Naga di chuyển ra có vẩy nước và Mind Control mới là người nằm xuống tham thì thầm và bây giờ lại trói được vào vị trí của GH rồi, nhưng giật xét ra solo lại chết. Còn bạn liên tục khi mà cứ người này chết thì lại hồi sinh ra và lại quẩy ngược tiếp. GH hai hit nữa và đó hit đánh cuối cùng đến tưởng của Roger để kết liễu được, rất khô máu, lại trói tiếp, lại đóng băng tiếp, nhưng bây giờ lại TP ra của Tantor rồi chạy thôi. Kroki bấm stick lên hồi máu và bây giờ thì book down hay không đây, đang cuống đấm để slow. Mà gần chú đang cuống quay tay phát nữa, một pin này thì tham thì thầm này. Kroki ơi, anh đã già rồi nhưng sao kinh nghiệm của anh lại còn kiểu anh có kinh nghiệm nhưng sao phát đấy anh tham vậy. Vâng, mở fire cap lên thì thấy rằng Liquid họ chỉ nhận về 400 vàng và Battle Pro họ nhận về tới 1000 vàng lận. Một tình huống đánh nhau mà máu. 2 đổi 4 thì phải. Tôi cũng đéo biết là hai đổi mấy nữa, nhưng mà hiện tại đánh nhau khô máu dưới bot. Đang từ 2-0 bây giờ trở thành 3-7 luôn. Ở đâu? 3 chứ nhỉ? Ừ, đúng rồi. 3 đổi 4. Lăn vào nhưng mà lăn lại bẻ lái không đúng rồi. Bây giờ thì Mind Control ăn một beam vào đầu nhưng có stick lên gửi về được Mind Control, anh sẽ quay tay để giảm đam nhưng vẩy nước là quá đau và một beam nữa chắc chắn rằng đó Mind Control vỡ mồm. Nhưng mà Roger cũng sẽ phải chết mà thôi. Solo slow lao lên và solo cũng chết vì một cái lane bot đẫm máu đến từ của cả hai team và Kroki tiếp tục có được cho mình double kill. Hai pha double kill cho AA rồi và chúng ta nhìn thấy mặc dù ăn được double kill đấy nhưng có vẻ như Kroki mới chỉ level 3 mà thôi. Khi anh phải chia kinh nghiệm các thứ. Nhưng tương đối giàu, có được giày ghẻ, cái stick và 500 tiền cho người nữa. Một cái landbot khát máu khi mà cả hai liên tục chém nhau. Gọi là chém nhau không thương tiếc luôn. Nhét tỏi vào mồm đối phương vậy. Lại swap lane rồi. Làm gì đã phải lên trên top để có thể trở lại cái... Sofa recap thì hơi khó bởi vì đấy là kém máy stream của tôi thì đang là máy laptop chứ không phải là máy PC. Mày đặt đá có slow, một beam tiếp vào trận này thì bây giờ cái lane đậm máu trở thành đó là lane top chứ không phải là lane bot nữa. Quẩy lên, từ dưới thì bây giờ lại được lên trên rồi. Gọi là đang nằm ở dưới thì bây giờ lại được nằm trên. Ở dưới bot thì cũng lại đánh nhau tiếp. Đấy, ui dồi, đổi rất nhiều tư thế được đổi. Từ 6-9, từ doggy và từ trên dưới bây giờ lại thành dưới trên nữa. Rất nhiều tư thế chơi đến từ bên phía của VP, đúng là kiểu Russian có khác.
Như vậy là kèo 10 kill được dành cho Vitus Pro. Radiant's top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Chọc tàn có đóng băng ra, lại có slow nhổ nước bọt. Thôi, phát này đóng băng là cái chắc rồi. Quay tay một quay này nữa là chết được này Pasha. Không được, bây giờ ulti của QP. Quả vỡ luôn, bây giờ thì mảng chuột cũng chết. Ramzy phụt độc một cái, Matumaman có level 7 nhưng không có cắn tango để lão để chạy vào. Tỏa ulti nhưng anh cũng không phải tăng ulti rồi, Roger đi lỗi rồi, thôi rồi. Cướp còn phải cơ động rồi, không đội mũ bảo hiểm mà bây giờ thì cơ động nó tóm, đá stun ra và có vẻ như là sẽ giết được cái mạng Roger rồi. Quan trọng là ai giết được, vậy là Matumaman sẽ người giết được khi mà cái độc còn rất đau và thốn. À, vẫn còn trái cố ăn được cái rune cũng đỡ. What have we here? Trong khi đó thì Ramzy có vẻ đang hơi thọt rồi. Anh giết được 4 mạng nhưng mà lượng farm của anh thì lại cực thấp. Rồi họ quyết định đánh nhau tiếp. Mọi smoke muốn bắt vào vị trí của Matumaman. Bây giờ 3 thằng thì bắt một thằng luôn. Bây giờ gọi là không chột cũng què. Matumaman còn không có ulti, thôi kệ thôi, anh biết là mình chết rồi. Anh cũng điêu đam để kéo thêm một thằng nào đó theo. Nhưng anh đang êm linh tăng tinh đá stun ra, bấm phích ức đi gửi về. Ok, kéo sẽ lần ra. Đang cuồng kéo một thằng theo nhưng không được. Nhưng bây giờ có thể cái độc sẽ rút chết được vị trí là của Naga. Deny không được rồi. Bấm Manta để nè. Vẫn không được và bây giờ thì tiếp tục làm gì. Cái độc của Venom là quá đau với chiêu 2 của mình. Duration lên tới 16 giây. Duration của cái Venom chiêu 2 đó nó đốt rất thốn. Duration 15 giây. Epicenter, nhưng bây giờ thì đó là Mind Control. Quay tay không đủ để đỡ được đam đến từ điều đoàn phép quá lớn. Đến khi mà No One cũng di chuyển xuống nữa, Killing Spree dành cho Queen of Pain. Nhưng đó đánh nhau hai lane, trong khi đó thì cái lane mid, cái gọi là đường giữa, đường tới mọi đường hạnh, gọi là khu vực giữa, thì kiểu Phantom Lancer của Miracle kiểu đánh nhau mày tạo rồi cả hai cùng smoke gặp nhau rồi hát đá thân đôi kéo ra đơn ra. Nhưng đam thì sẽ không đủ đâu và sẽ phải chạy về. Kuroki sẽ chết trong turn này thôi. Tôi nhìn thấy hai support đến được của Liquid yếu hơn nhiều so với hai support bên phía của VP. Giết được luôn và đó ngay trước mở smoke tiếp. Một game đấu đẫm máu xảy ra. Cả hai đều chém giết nhau. Lại tiếp tục muốn bắt vào vị trí của Matumaman nhưng mà cần phải cẩn thận rất nhiều với Matumaman. Bây giờ đã có level 8 rồi. Không, như vậy là họ chỉ đi cắm quất mà thôi. Bắt vào Matumaman không vui một chút nào. Chọc săn. Lại quay tay nhưng mà thôi, phát này ông này vỡ mồm rồi. Ulti ra đến phía của Ramzy luôn. Mind Control kiểu biết mình chết. Anh chấp nhận chết luôn, kiểu đứng im tại chỗ. Invisibility. I'll take your treatment. Một trận đấu phải nói là đánh nhau liên tục. Quá mạn nhãn. Tạo nhiều Miracle bóng ra nó ăn nó thu cái hết mẹ bóng luôn. Miracle thì nãy giờ vẫn chỉ đang chăm chỉ farm thôi, lên được cho mình power cheat. Anh cần phải farm để có thể cân team trong về late game. Queen of Pain đã 10. 6-2 là hiện tại về tỷ số kill đến từ bên phía của Luna, trong khi đó với Queen of Pain đang là 5-0 cho No One luôn. Gậy lốc là item tiếp theo, lốc để giải sẽ lần ra, chơi rất chắc kèo đến từ bên phía của Queen of Pain. Và cũng có thể giải làm một số chiêu như kiểu là cái đóng đá là của AA hoặc là những cái chiêu khó chịu như kiểu của Venom nữa để câu lên một chút xíu thời gian 2,5 giây. Hoặc là né cái chiêu 1 của PL, Sand King trong stun ra. Đá stun, ulti của Deathswap rồi và PL đang bị lock down. Nhưng Queen of Pain không có ulti, có ban lỗi rồi. Venom thả ulti ra và ngập tức dính toàn bộ đội hình và kèo này solo sẽ chết. Naga bấm ngủ để có thể chạy được về nhưng bây giờ chạy ai đây thì solo sẽ chết. Chọc săn deny solo anh deny đi thì mẹ chạy. À không, anh bấm stick lên để con chạy trốn trong cái đó thì Naga bị ăn đá săn mà thôi. Naga sẽ chết và đó mạng dành cho Miracle. Đấy thì mẹ tôi bảo rồi, thằng Sen King mày deny con mẹ solo đéo tức đâu. Thì mẹ cứ chạy thẳng về thì đéo nào nhỉ, tôi nhìn thấy chết mẹ rồi. Chảy cối là cái cất gì không biết nữa. Ulti là của Naipasha không thấy.
nó ulti bay ở fail rồi. Anh nghĩ là ulti khi mà là VP sẽ chạy về đấy bú sai nhưng không thành công. No One cũng gọi là tiễn thì dính là trên cái đường đấy. Là sự lựa chọn 90 gold trên phút đến từ Matumba Man. Tặng hoa cute có nhận được thêm cái gì không á mày? Không phải hỏi thằng Sông, Sông này trả lời Sông. Con chị mày nhận được thêm tinh lực. Đấy rồi, đấy fit muốn hỏi và đấy là câu trả lời là của thằng Sông. Cute sẽ nhận được thêm tinh lực. Phụ độc rồi, đặt đá sâu. Tại lần luôn, wow mất. Hai quả ulti vào mồm thì nó bất tỉnh thật sự luôn. Ra vết ulti quá, bay thẳng vào mồm đúng kiểu what happened đến từ bên phía của Philippines luôn. Giật mình. Dire's middle tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Luna MOE mà bây giờ chắc sẽ phải lên Dragonlance rồi trước để tăng chút stat và cũng như range đánh của mình lên. Chắc sẽ như thế. Quả Ravage về ulti của A rất quyết đoán để bay thẳng vào mồm của Quyền Pen luôn, nhét tỏi vào mồm Quyền Pen. Chết con mẹ ngay lập tức luôn. Giống như nữ sinh vậy. PL quyết định cộng cho mình 20 tốc đánh chứ không phải là 10% evasion khi nhận thấy rằng điều đáng phép là quá nhiều và trận này tốc đánh chỉ đa vật lý chỉ có là vị trí của Luna thôi. Quyết định cộng tốc đánh. Có scan à, nhưng họ không dám vào. Mất Ravage rồi thì hơi khó để combat đến từ bên phía của Liquid. Họ còn lại ulti của AA, còn lại ulti của Matumba Man. Nhưng Matumba Man thì mana cũng rất ít thôi. Còn lại khoảng tầm... Tại Pasa đã có cho mình được cái ulti rồi. Tình huống này thì hơi bất lợi cho Liquid khi mà ulti của Epic Center nổ ra. Dồn đam vào vị trí của AA bây giờ khi mà đóng băng không được. Dụ ulti đến từ solo có gửi về. Đó là gửi vị trí của Matumba Man. Vấn đề gì tại sao cũng gửi vào ngủ. Ui không kịp. Một giây nữa thôi, những ulti của A đang bay tới ở vị trí của Natasha. Bum! Headshot đến từ bên phía của Kuroki. Rất hay. Một cú headshot thẳng đầu. Trong khi đó thì No One sẽ đi farm lại để kéo lại một lượng network vốn có của mình thôi. Anh lại tiếp tục dần leo lên phần vận đường thứ 3 chứ không phải leo lên đầu. Bài gần trồn thì đã có cho mình cái pie rồi. Rồi chắc quả này mang gần trôn bị quay. Vâng, siêu nhân gọi là siêu nhân phân bóng rồi, gọi là Naruto đây. Kiểu Naruto đã đến hỗ trợ cho Tidehunter rồi và ngập tức là Disruptor của solo bật ngừa luôn. Sắp có defuse dành cho bên phía của Phantom Lancer. À, thực ra thì bây giờ nhiều lựa chọn viewer cast mà nên là có kênh của Misa nè, kênh của hai bạn trước nay nè, đấy. Nhiều mà bạn nào thích xem kênh nào thì xem. Bọn mình thấy có giải thì mình ngồi chém gió thôi. Bọn mình cũng đâu phải chuyên nghiệp đâu mà. Các bạn cứ thoải mái, các bạn thích thấy kênh vui để lại chơi thôi. Ví dụ kênh chat thì các bạn thấy con bot vui, rất nhiều bạn ở lại chơi con bot đúng không? Các bạn chơi với nhau. Nhiều khi có nhiều bạn mưu tiếng bọn mình luôn đấy để mà chơi chat. Chơi mấy kèo trên kênh chat. Ulti của A nhưng mà chỉ để đép nhà thôi. Trong khi đó ở trụ dưới bot đã đổ rồi, hơn khoảng tầm hơn 2 cặp. Phía network dành cho bên phía của Liquid đặt đá có slow rồi, đá săn ra. Kéo sẽ dần đè và thôi hút bài, vỡ mồm luôn. Bắt khá nhanh. Cụt tê. Ờ. Không. Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Đánh nhau liên tục ở thời điểm đầu game thì bây giờ hai team có vẻ đang dè chừng nhau một chút. Họ đang muốn đánh chậm lại một chút để lên được những món item. Bây giờ sẽ là thời điểm mà Liquid sẽ kiểm soát được lượng sai và muốn ép cho Liquid rồi đánh nhau. Smoke rồi, có đoán được vị trí không? Blink đi của Matrasa. À, vậy là Liquid này. Họ lại ngỡ rằng là Senking lại phá smoke chứ không phải là vị trí đất của Luna. Và bây giờ thì Natasha sẽ chết rồi. Chết rồi,
không nào sống được khi mà đang đứng cạnh cái vòng chiêu 2 là của Kuroki và TP thì đứng ở đấy sẽ bị giảm kháng phép. Đúng rồi, kênh bọn mình thì làm sao có thể truy nhịp được bằng Viking với cả 2-3 được kênh chỉ gọi là một chém gió thôi. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Thực ra Uyên nói thế, thực ra là Uyên vào đây để kiếm cute đấy. Trời ơi. Các ông đừng tin lời đấy. Radiant's bottom tower is under attack. Các ông có thấy mỗi lần tôi hỏi Uyên đâu là Uyên lại chat lên không? Trời ơi. Ở combo của Liquid thì vốn dĩ đã thì đã Venom cùng với đó là ulti của A, nó đã rút cho không thể nào regen thêm cả quả ulti của Spirit nữa thôi. Như gọi thằng HDVS luôn. Dire's middle tower is under attack. Tôi nghe tiếng gửi về gì gì đấy nhưng ngay tức đó là dùng chiêu 2 để né. Người ta gọi đấy là thủ dâm tinh thần. Trời ơi, ra ngoài tán gái sao được ông? Công việc thì éo có, tiền thì éo không. À nhầm, công việc không có, tiền cũng đéo có nốt. Đẹp trai cũng không, tán gái bằng đéo gì cơ ông. Ngồi nhà cho đỡ phí tiền. Ngồi nhà còn đỡ tốn tiền hơn là ra ngoài. Tôi thấy giờ chỉ cần bước chân ra ngoài, chỉ đặt cái đặt cu ra ngoài, tôi là đặt cu khỏi cửa là tôi đã thấy gọi tốn tiền rồi. Chói con gà rồi, xong ăn cứt rồi. Mẹ phát này thì bấm mẹ để bấm ngủ TP anh ơi, bấm ngủ TP không? Không, hồi đã săn ulti của Earthbreath gì ơn vào đầu thì chết được cái chắc rồi. Thôi ông bấm Manta làm béo thì đéo chết chết. Phí thêm tiền cho ta enter thôi. Soft stun epicenter ulti luôn, mặt của bạn phong ulti và phong ulti ra bay vào vỡ mồm rồi. Thì mẹ phát này thì mẹ là có vỡ mồm không? Venom u rồi, thôi được rồi. Tôi nghĩ kẻo chết rồi. Chết rồi. Biết ngay mà chết rồi. Là ăn quả Venom ulti cùng với đó là A ulti ấy thôi, bạn sống sao nổi. Bạn sống sao nổi. Dung ở đây còn kiếm ai nữa đây? Dung ở đây đó chính là kiếm A, là các không biết à? Dung chính là vợ bé là của A đấy. A có vợ chính là Dung ở Đà Nẵng đấy. Mẹ thực ra A mẹ vào Hồ Chí Minh chỉ đi kiếm tiền thôi, mẹ nuôi con đấy. Như mẹ vậy là đã có mẹ gì khác ở trên người của Earthbreath của GHAP. Dung vào đây để kiểm soát xem mà thằng A vào trong Hồ Chí Minh là có tầm tưa con nào không thôi. I'll take your tribute. Ngủ lại. Đẹp đéo có TP em ăn lộn rồi các anh ơi. Goodbye nhá bạn. Bạn chạy vào đứt. Bạn chạy vào cướp. Killing spree cho Miracle. Radiant's top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Norman không có thuê trai nhá, bên Norman chỉ có thuê gái thôi. Norman là điều gái kinh lắm, mẹ Norman mẹ điều gái hay là công là thấy mấy em ở top nhảy nhảy nhót nhót đâu, cái em gì mà là cô giáo cái gì là cô giáo nhảy nhảy đấy, là đệ bố nói rồi, bố chỉ điều trai thôi. Tiram đập lồng cũng đẹp mắt đấy từ solo nhưng mà đam đâu không có đam đẻ khi mà ở dưới boss ulti của Spritz lâu nay bên các bạn cũng phải bấm lên anh bấm cả mơ mơ luôn. Ok thôi, vui vui thôi, thế là vui rồi. Về không? Bây giờ không biết phải làm gì cả, có vẻ như Liquid đang gõ lại được một đều rồi kèo này. Sen King đang tính móc xong, có vẻ như đã bị lộ hàng con đại bàng và ngay tức là phải blink về. Tyranitar vẫn còn có quả Ravage của mình, ulti của A sẽ cooldown nhanh chóng thôi. Rất khó trong kèo này, Miracle Regen lại full bình. Trong khi đó Tai vẫn còn mê khan nữa. Ui, trận này hai Pai quá, một Pai của Tai và một Pai của cả Matsubama luôn, đủ.
kiểu thằng này không bật được thì thằng kia bật, đúng không? Bấm mút, à bấm pie lên rồi, cái pie đầu tiên. Ulti của Quinpen, Epicenter đang quấy, chọc săn, ulti là hoa huyết, ulti của Ark dồn ra mà Quinpen no one bất tỉnh, và bây giờ thì Senking cũng quỳ nốt. Làm gì không BKB thì dám la vào kiểu gì đây, double kill, và bây giờ thì Roger cũng sẽ chết bởi Miracle. Double kill cho Mind Control và trận đấu này sẽ kết thúc ở đây. VP không có cơ hội để thắng rồi khi Liquid đang solo hoàn toàn 10k network cho bên phía Liquid chắc chắn như vậy, và bây giờ sẽ là Hyrax luôn. Bayrax ra nhưng Quinpen không còn nữa, Naga cũng không ra. Luna thì bây giờ hết ulti, và kể cả có ulti thì toàn bóng của PL này thì ulti vào đâu. Dire's bottom tower has fallen. Chuẩn bị sẽ là game 3. Dire's bottom barracks has fallen. Nè, Natasha có ra hay không? Luna đang cuống cản creep của mid luôn, Luna kiểu đẩy nhà luôn. Cắt là cắt creep cản, nhưng bây giờ cả creep dưới bottom đẩy vào nữa thì họ hoàn toàn là đẩy từ top luôn, họ chẳng quan tâm. Ăn DD được đến từ bên phía của Luna, nhưng ăn DD xong anh để làm gì? Bây giờ có BKB, ulti còn 68 giây, Epicenter còn không, cung đao đó là 30 giây, Quinpen ulti cũng 50 giây, Naga để ngủ sẽ đắp. Còn bát đẹp cuối cùng và đó sẽ là Naga đá săn cancel quả gọi là quả mini hammer rồi. Ulti của Disruptor nhưng không hề có ulti đè, Ramsey đã đuổi được một con cơ mà thôi rồi. Ôi GG được gõ ngay từ solo khi mà tự dưng anh thấy Ramsey không có mát, anh đã đuổi được thằng A ở đằng sau, tôi đéo hiểu nổi luôn. GG được gõ và đó là hai đổi ba trong combat vừa rồi. Tôi không hiểu lắm, trong combat vừa rồi Luna đuổi chạy